Bây giờ mình đang trên đường đi ra về ra khỏi cánh đồng hoa hồng Sa Đéc. Đó, đi tắt ngang cái cổng vào hoa hồng này các bạn. Này hoa sim, tuy là nói đây là cánh đồng hoa hồng nhưng trong đây thì người ta trang trí rất là nhiều loại hoa, nào là cúc mâm xôi, nào là bạn thọ, nhiều loại hoa. Ở bên đây là hoa hướng dương nè các bạn. Đi qua bên đây xem biểu diễn cá lóc bay. Đây xem biểu diễn cá lóc bay. Chân thối xuống đó mệt cá. Xin cảm ơn quý khách đã đến xem biểu diễn cá lóc bay. Xin cảm ơn quý khách. Xin cảm ơn quý khách rất nhiều ạ. Quý khách nào muốn ngồi trong vườn hoa để trải nghiệm và chụp ảnh làm kỷ niệm, xin mời di chuyển về với vườn hoa. Có hai nhân viên đang chờ để bơi cho chúng ta chụp ảnh làm kỷ niệm. Nhiệm vụ bơi vườn hoa cho kính mời quý khách. Nhiệm vụ bơi vườn hoa cho kính mời quý khách. Dịp vụ bơi vườn hoa xin kính mời quý khách ạ. Dịp vụ bơi vườn hoa xin kính mời quý khách ạ.
Đúng. Dịch vụ quay thì hoa cũng có mở khách à? Cái bông mai này là cây thiệt mà có một số bông nó chưa có chỗ rộ, cho nên ở trong khu này người ta gắn bông giả, và có nghĩa là có một số bông thật, có một số bông giả, và cây là thật. Đây cái bông thì bông giả, thì có một số cái chỗ không có kịp. Xe như thế.